Trong tiểu bổn Kim Di Đà nói Mười vạn ức Phật quốc độ Nó còn hơn như vậy Trong khoảng thời gian một niệm của con người Vừa quả bách thiên ức na do thà Phật quốc độ Chu biện tuần lịch Cúng dường chư Phật từ đó cho thì Cúng dường tha phương thập dạng ức Phật là đức thế tôn phương tiện mà nói thôi đức thế tôn nói lời này là có dùng ý dùng ý chỗ nào chúng sanh trong cõi diêm phù đề thế giới ta bà con người nơi đây tin chấp rất nặng luôn luôn nhớ ở đây có Cha mẹ, anh chị em Gia thân quyến thuộc Quý vị chỉ cần nhớ Trong một niệm thì quý vị trở về rồi Quý vị trở về trái đất gặp gỡ mọi người Dụng ý là ở chỗ này Thực tế không phải như vậy Một niệm của quý vị có thể cúng dường nhất thiết thế giới Có thể cúng dường thiên bá ước na do thà quốc độ chư Phật Trong một niệm Đi khắp mọi nơi Khắp mọi nơi không chút chướng ngại Cúng Phật Là tu Phước nghe pháp là mở trí huệ phước huệ song tu thật không thể nghĩ bàn thật là thực tế thực tế mà nói thì dĩ siêu quá nhị thừa thần thông hà hưởng thiên nhân Nhị thừa là thanh văn duyên gia Vừa quá họ rất nhiều Cố dân oai đức gia dị giữ thần biển tam giả Nhất thiết thiên nhân bất năng di tỷ Nại chỉ bách thiên ức bội Thậm chí bất khả kế bội không thể tính đếm được trên lệch quá nhiều Thị cố ma khẩu tổng tạng Bốn câu sau cùng Anan đương tri Đây là tổng tạng Vô lượng thọ Phật cực là quốc độ Như thị công đức trang nghiêm Bất khả tư nghị Như thị ý nói là Trong kinh đã nêu ra những ví dụ Vô lượng công đức Vô lượng trang nghiêm Không thể tưởng tượng cũng không cách nào nói cho tường tận nói cho hết được hy vọng mọi người thật sự phát tâm giảng sanh sanh về thế giới cực lạc tức là khi chứng mới biết được tự thân quý vị thấy được tự thân quý vị nghe được Tự thân quý vị tiếp xúc được Quý vị mới thật sự hiểu rõ